Em Nhung bên vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Shop em thì ở bên Việt Tiến Việt Yên Bắc Giang các anh các chị nhé. Việt Tiến Việt Yên Bắc Giang. Em vừa mới bày ra đây một ít các đồ dụng cụ của bên các anh làm vườn, làm bonsai và chăm cây ở khu vườn nhà mình nhé. Thì những cái dụng cụ cần thiết cũng như là phân thuốc thì em xin giới thiệu cho các anh các chị ngay sau đây ạ. Xin mời mọi người đón xem nha. Đầu tiên thì mọi người hỏi rất nhiều về cái dòng kéo SK5 này. Thì mọi người thấy nó quảng cáo ấy, thì cũng hỏi nhà Nhung là có kéo SK5 không. Thì nhà Nhung cũng có rất là nhiều nhá. Vì là bên em thì ít quay đến cái dụng cụ hàng kéo này, nhưng mà cũng đầy đủ để các anh các chị ở gần đến lấy. Còn em chủ yếu là hàng chậu này. Hàng chậu thì bạt ngàn rất là nhiều, kho rất là to luôn. Thế còn hàng kéo này thì em thường ở để trong thùng. Khi mà ai dặn lấy thì là em mới lôi ra, hoặc là ai hỏi đến thì em mới lôi ra thôi. Thế còn trong kho thì cũng rất là nhiều nhá, cũng đầy đủ cho các anh các chị lựa chọn. Với cái dòng kéo SK5 này thì được các nhà vườn cũng như các anh các chị chơi cây dùng rất là nhiều và truyền tay nhau. Vì cái hàng này thì rất là phổ thông rồi. Nó tốt thì mới được mọi người sử dụng nhiều. Đây để em sẽ bỏ ra để cho các anh các chị xem nhé. Xem cái tính năng của nó như thế nào. Với một cái mẫu kéo SK5 này thì đi theo kèm thì là sẽ có một cái lò xo dự phòng như thế này nhá. Các anh các chị nhận kéo thì là sẽ cất cái lò xo này đi nhá. Lò xo kéo SK5. Và đây là chiếc kéo SK5, nhìn tổng thể sẽ như thế này nhá. Lưỡi kéo rất là sáng này. Từng con ốc vít này. Em sẽ quay chi tiết này. Đấy, hàng này là hàng loại 1 loại xịn nhá, nhà em nhá. Nhà em chuyên cung cấp cho các anh các chị dùng hàng chất lượng. Cái chất lượng này là được sự đánh giá cao của khách hàng nhá, không phải là em nói chất lượng là được đâu ạ. Mọi người tin dùng nhá. Đây cái gạt của nó này. Đây khi mà mở ra thì nó như này nhá. Và cái ưu điểm của cái kéo SK5 này là có cái chế độ lưỡi lưỡi mài này, lưỡi tự mài sau mỗi lần cắt này. Đây thì là đây nó vẫn còn một chút cái dầu để chống han gỉ nhá. Các anh các chị sử dụng xong thì nhớ dùng dầu máy may này, hoặc là dầu nhớt mà đổ xe ấy, cái nhớt vàng mà đổ xe máy ấy. Rửa sạch cái nhựa sau khi cắt cành và quẹt qua nhá, để khô và quẹt qua dầu nhá. Thì sẽ là bền và cái độ lưỡi nó được sắc bén. Tiếp đến là cái tay cầm này, tay cầm hợp kim nhôm. Chống trơn trượt. Và cầm nó rất là êm tay, chắc tay nhá các anh các chị nhá. Thiết kế eo thon theo tay cầm. Làm sử dụng rất là dễ dàng. Cái này cắt thì nó rất là sắc bén. Mọi người đây này, nó sẽ có chữ Made in Japan này, SK5 này. Và cái này nó là hàng 21 cm. Và cái mẫu này là bên em là bán là 180.000 này. Thế còn đây là cái kéo hàng thức ăn này. Để em bỏ ra nhé. Kéo cắt thức ăn thì nhà nào cũng nên có một cái. Nhà nào cũng nên có một cái. Cái này thì nó rất là chắc tay, đầm tay. Và cắt mọi người vẫn giới thiệu là cắt xương gà đấy, đồ ăn đấy. Nhà em thì cái kéo ở nhà em dùng đến 4 năm nay rồi. Nó vẫn rất là sắc bén. Và nó cũng có chữ in chìm như thế nhé. Hàng đảm bảo hàng loại 1 luôn các anh các chị nha. Hàng nhà em là đảm bảo hàng loại 1. Và cái mẫu này thì có giá là 100.000 đồng.
Mỗi này có giá 100.000 đồng. Nhưng mà anh chị nào nhé, em sẽ làm một cái combo như này cho mọi người tiện này. Anh chị nào mà lấy một kéo thức ăn này, một kéo thức ăn và một kéo cắt cành này, cùng hãng SK5 nhé, cùng là kéo SK5 luôn, thì em sẽ lấy giá là 250.000 đi. Em bao ship cho mọi người luôn nhé. Em bao ship 100% cho mọi người luôn. Và ngay sau bây giờ thì em sẽ giới thiệu một loạt những cái mẫu mà mọi người hay sử dụng khi mà trồng cây, chơi cây cảnh ở quanh vườn nhé. Ở đây em có kéo này. Đây là kéo dùng hàng ngày này. Đây mọi người sẽ nhìn thấy chữ, đây là chữ kéo P02 nhé. Em có hai mẫu. Hàng này dùng thì không bao giờ nó sợ nó han gì. Đây là D01, cái dạng kéo bầu nhé, và cái dạng kéo thẳng. Đây là hai cái dòng kéo. Hàng này 30.000 một chiếc nhé các anh các chị nhé. Bản rất là dày, dùng rất là thích luôn. Nhà em dùng một đôi đóng hàng chuyên cắt, cắt bìa, chuyên cắt để cắt bìa và cắt băng dính và cắt bao để đóng hàng cũng khoảng 3-4 năm nay rồi. Đây là kéo cũ nhà em mang ra nha các anh các chị nha. Kéo em không muốn chảy ra gian ấy ngoài kia bới thùng, nó ở dưới nhiều thùng khác nhau, nó nặng ấy. Đồ kim khí này nó nặng lắm, em không muốn đặt lên. Đây là em mang kéo cũ ra quay ấy nha các anh các chị nhá. Thế đây nữa, đây có cái hàng chiết cành nhỏ này. Kéo này là kéo hàng thủ công nhá, khoét đầu thủ công này để chiết cành nhỏ này, mà chuyên môn là ấy hoa hồng đây. Cái này thì là 50.000 một chiếc, là hàng thủ công. Cái này đợt mưa vừa rồi, mưa lâu quá là nó hơi han một chút này. Đây là kéo khoanh cành dạng to, như ví dụ như là chúng ta khoanh muốn chiết cành hoa giấy này, hoặc là chiết những cái cành mẫu đơn to tầm khoảng cái miệng chai như thế này này, tầm như này này, cầm tầm chuôi liềm ấy, hoặc ngón chân cái, ngón tay cái là dùng cái khoanh này nhá. Dùng khoanh cây, đây là gọi là khoanh cây. Cái hàng này là 100.000 một chiếc nhá. Ở đây thì có cả nhỏ giọt tự động này, 8.000 một cái. 8.000 một cái. Đây là cái van điều chỉnh này. Nước dưỡng cây thủy canh. Nếu mà bạn nào mà chơi cây thủy canh thì cái này là dùng này, cái này một ống này là dùng, có thể là dùng hàng năm không hết ấy, nếu mà có 1-2 cây. Vì là mỗi một lần là chỉ dùng có 1-2 giọt pha vào với nước thôi mà, pha vào với nước lọc ấy. 10.000 một ống ạ. Đây là hàng B1 Thái này, 30.000 một lọ. Keo Mỹ Tiến 25.000. Đạm cá Mỹ. Đạm cá Mỹ loại 1 lít 170.000. L3M 20.000. Loại 100g. Dịch Nha Đam này. Chai dịch Nha Đam là 100.000 nhá. Dịch Nha Đam là một cái chất hữu cơ mà chăm cây, chăm dưỡng rễ rất là tốt, mọi người có thể tra trên Google nhá. Đây em còn có phân chuyên dùng cho sen súng này. 30.000 một gói. 30.000 một gói được 24 viên nhá. To thì dùng 2 viên, nhỏ chậu nhỏ dùng 1 viên thôi nhá. Cái này tan chậm 1 tháng dùng 1 lần. Đây là phân bón cho hoa hồng tan chậm. Chậu to 1 viên. À, chậu to 2 viên, chậu nhỏ 1 viên. Có thể bẻ ra làm 4. Chia đều làm 4 góc. Phân tụt chuồn quế tan chậm cao cấp 35.000 một cân. Đây là cái dòng cưa gấp
chất lượng này. Cái hàng này rất là chất lượng, hàng xịn luôn. 17 cm. Thì cái hàng này là 250.000. Em sẽ giới thiệu vào video sau nhé. Video này em giới thiệu sơ qua thôi. Đây là cái cưa gấp hàng xịn 21 cm, 300.000. Mọi người làm bonsai thì sẽ cần dùng đến những cái cạp tròn và cạp chéo này. Đây là cái con cạp chéo này, 420.000. Đây là con cạp tròn này, 420.000. Nếu mà lấy cả cặp thì là sẽ có giá là 820 nhá các anh các chị nhé. Em bao ship đây ạ. Đây cũng có một con cạp nữa. Đây là cái dòng cạp tròn này. Cặp này là sẽ có chữ vàng như này. 380.000. Đây cái lót đành một đôi nhá. Đây là cặp chéo này. Đấy. 380.000. Mua cả đôi thì em sẽ giảm giá cho mọi người nhá. Đây, kéo thức ăn này, 100 này. Video ngắn vừa rồi thì bên vật tư nông nghiệp Thùy Nhung ở Bắc Giang vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn những cái mẫu kéo cũng như là những cái vật dụng cần khi mà làm vườn nhé. Ai mà lần đầu ghé vào xem kênh vật tư nông nghiệp Thùy Nhung thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nút đỏ dưới góc màn hình nhé, để đón xem được nhiều những cái video mà Nhung giới thiệu về các loại hoa, cây cảnh, chậu nhựa, phân bón. Nếu mà các anh các chị thấy cái video mà Nhung chia sẻ cái sản phẩm này nó chất lượng và thích thì nhớ nhấn nút like và chia sẻ cái video này về trên tường Facebook cũng như là Zalo của mình nhé. Việc làm này thì nó có một cái lợi ích rất là to lớn là khi mà các anh các chị có nhu cầu về cái sản phẩm kéo cắt cành hoặc là kéo cắt thức ăn hoặc là cưa hoặc là kìm kẹp. Hoặc những cái loại thuốc chăm cây kia thì có thể tìm lại shop của Nhung ngay trên trang Facebook cũng như là Zalo của mình nhé. Mọi thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ với em Nhung qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513. Bây giờ thì Nhung xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau.